Hôm nay chúng ta tiếp cái sản phẩm 3 bóng đèn LED thế các bạn. 3 bóng đèn LED của Philips. Đợt trước thì mình cũng đã mua hai đợt rồi. Một đợt là cái bóng nó tròn, một đợt sau này bóng nó hơi thon hơn. Thì đợt này nó cũng có chương trình khuyến mãi giá sốc flash sale trên Lazada. Các bạn xem thông tin ha. Rồi. Đèn 5W các bạn nha. Bao bì nó cũng có rất là cẩn thận. Rồi, sau đây mình tiến hành mình sẽ khui hộp. Mình khui hàng thôi. Giống y như cái đợt đợt thứ hai mình mua các bạn ha. Đợt đầu mình mua cái loại cũng cái hiệu này, nhưng mà cái loại khác, cái bóng nó tròn hơn, không phải cái hình thon này, không phải cái hình thon như thế này các bạn thấy ha. Mình sẽ đi nhanh về cái khui ha, khui. Đây, có thông tin trên đây. Mình sẽ khui tách ra. Mình sử dụng trước khoảng hai bóng. Mình có mua ngoài rồi cái đuôi đèn đây. Để mình đấu vào mình câu để cho sáng hơn. Chứ hiện tại các bạn thấy ánh sáng này là ánh sáng của bóng đèn LED Xiaomi trước đây mình có giới thiệu đó, ha. Và một cái điện thoại của mình vừa quay vừa đèn LED luôn. Đây cái dòng Galaxy dòng S đó các bạn ha. Nó có hỗ trợ tính năng đó. S8 trở lên thì mình chưa biết, còn trở xuống đó thì tới S5 thì S4 đều có hỗ trợ cái đèn LED đó. Cái bóng nhìn khá là đẹp các bạn nha. Thiết kế rất là tinh xảo, nhìn bóng là mình biết chắc chắn rồi ha, hàng chất lượng, mặc dù được sản xuất tại China nhưng mà cái bóng này mình dùng qua mấy lần rồi, rất là sáng. So với những cái bóng mà thông thường á, thì về cái 5W thì mình cho là 9W luôn, chưa chắc gì bằng cái độ sáng cái bóng này đâu các bạn nha. Có lý do tại sao mình so sánh là cái bóng 5W của Philips nè, nó có thể tương đương với cái bóng 12W. Đó là sự thật. Rồi, bây giờ mình khui trước hai bóng đi, còn bóng mình để đây để dành để nào hư mình sử dụng. Đây. Mình sẽ đấu vào thử hai cái. Các bạn xem ha. Mình cho vào cái đuôi đèn này. Cái đuôi đèn này mình mua ở tiệm tạp hóa điện á. Có 5.000 thôi các bạn nha. Đuôi thì chất lượng cũng vừa phải thôi. Xài cũng được. Rồi, chúng ta câu vào đây. Bạn cho dây điện vào, nhiều khi mình cũng hay quên á, mình câu điện trước mà mình quên đấu cái đó, cho cái đít nắp vô. Rồi chúng ta câu điện vào hai cái phần này các bạn ha. Rồi mình sẽ thiết kế ngay chỗ này, vị trí cái bàn này, để cái bóng đèn này nó hỗ trợ mình quay những cái video sau sẽ sáng hơn nhiều. Về cái mà điện căn bản này hầu như chắc các bạn nhìn cũng biết rồi ha, rất là đơn giản ha, không có gì phức tạp hết, rất là dễ.
chúng ta không không cần phải có nhiều kiến thức, chúng ta chỉ cần đấu dây đại và đúng vô cái chân chân ốc này là được thôi. Này nó không có phân biệt âm dương nên các bạn rất là dễ chúng ta thao tác ha. Chúng ta chỉ cần đấu vô thôi. Đúng ra mình phải có cái kìm mà cái kìm cắt điện dây điện đó mà. Mình chỉ quay tính quay cái video thế thôi mà lỡ rồi mình đấu vô thử luôn. Để test sơ cho bạn xem thử ha. Đó là mình dừng video, mình lấy con ốc con quýt các bạn ơi. Nếu các bạn nha, cái tủ quýt này rất là tốt, cái đầu nó là bằng chất liệu chắc chắn, cái đầu cũng nhỏ, mở được nhiều cái loại ốc mà siêu nhỏ trong cái mấy cái linh kiện vừa phải thôi, nhỏ quá hay như đi mấy ốc điện thoại thì thua. Trên máy tính hầu như laptop là mấy ốc nhỏ mà mở được đó, mà mấy ốc mà giống như thế này chúng ta siết cũng hơi chắc hơn, mà đừng siết mạnh quá nó đứt luôn cái sợi dây điện ha, nó tác động là siêu. Cái loại này dễ chứ trước đây là có cái loại mà nó cái loại ốc nó thiết kế nó không được chắc cho lắm á, mà giống như mấy cái loại mà cái chui mà vít cắm á, thì khó khó hơn, chúng ta khó làm hơn. Chúng ta ấy đậy cái nắp nó gắn vào rồi, phần ở đây thì mình test nhanh cho bạn xem thôi ha. Mình vẫn có cái kìm đây mình làm cho dễ, có cái kìm làm rất là lẹ bạn nha. Chúng ta bấm nhẹ một cái chúng ta kéo ra không, đây chúng ta ấn nhẹ cái bóp bóp nhẹ cái chúng ta kéo, dùng lực kéo kéo ra cái ta tước ra để cái đầu nó lẻ hơn nhiều. Rồi bây giờ mình cắm đèn vào, cắm vào cái ổ cắm thử cho các bạn xem cái độ sáng đó ha. Rồi xem ổ cắm luôn, ổ cắm này mà hôm trước cái video trước mình có quay á, ổ cắm đi hoa hôm trước mình hứa các bạn là có làm đấu vô cái tắp lô nhưng mà mình chưa có dịp để đấu nữa, nhưng mà cái thời gian gần nhất là mình sẽ làm cái video đó luôn. Này là test nhanh các bạn nha, đây quá sáng các bạn ơi. Rồi với cái độ sáng này là mình vô tư quay video ha. Rồi do cái chui hở thôi bạn nha. Rồi ok, nói chung là bóng ok, mình cũng không cần phải thử mấy bóng khác đâu, mình biết chắc là nó giao hàng cho mình là họ đã cũng kiểm tra qua rồi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.